theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Tuổi trẻ ngành y vì sức khỏe cộng đồng. Đã thành truyền thống của tuổi trẻ ngành y tế thủ đô, vào tháng thanh niên hàng năm, hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ dành cho bác sĩ, dược sĩ trẻ dưới 35 tuổi đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố lại được diễn ra. Sau 27 lần tổ chức, hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội ngày càng thu hút được nhiều đơn vị tham gia. Đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ ngành y tế thể hiện tài năng, trí tuệ trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại, tiên tiến trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Để chuẩn bị cho hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế thủ đô năm 2019 của Thành đoàn Hà Nội, Bệnh viện 108 thì đã chuẩn bị hết sức là công phu. Trước tiên là giám đốc bệnh viện hết sức quan tâm đến hoạt động này và giám đốc đã chỉ đạo là các em phải hết sức là quyết tâm để đạt kết quả cao nhất. Sau đó thì các thành viên ban giám đốc đã tham gia triển khai các cái hoạt động cho khối nội, khối ngoại và khối cận lâm sàng. Và các đồng chí chủ nhiệm khoa cũng hết sức là quan tâm, đã chỉnh sửa báo cáo cho các em cũng như là chỉnh sửa các kỹ thuật ở trên phòng mổ cũng như phòng tiểu thủ thuật. Và bản thân những cái người mà tham gia hội thao, các em đã nỗ lực ngày đêm để luyện tay nghề, đồng thời là báo cáo rất là tốt những cái nội dung mà mình đã chuẩn bị. Chính vì vậy mà kết quả của hội thao đã trả lời cho những sự chuẩn bị công phu đó. Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 28 thu hút sự tham gia của gần 600 y bác sĩ, dược sĩ trẻ, 155 kíp kỹ thuật đến từ 34 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Các nhóm thi được chia theo xếp hạng bệnh viện của Bộ Y tế. Việc áp dụng này sẽ tạo nhiều cơ hội đoạt giải hơn cho các đơn vị tham gia. Số lượng đề tài, kỹ thuật đăng ký tham gia cũng mở rộng hơn. Các đề tài, kíp kỹ thuật đã nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo các đơn vị và được đầu tư với nhiều công sức, trí tuệ nhằm đem đến những kỹ thuật có tính chất chuyên sâu, chất lượng cao. Nhiều đề tài sáng kiến kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trung tá Nguyễn Văn Hòa, Bí thư đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 354 cho biết, đến với hội thao, Bệnh viện Quân y 354 có những cải tiến, những kỹ thuật mới giá trị, góp phần cứu chữa và chăm sóc người bệnh. Trong đó nổi bật nhất là đề tài điều trị nút mạch ung thư và đề tài giải pháp cải tiến, nâng cao xe cứu thương của cán bộ chiến sĩ ban hậu cần. Tuổi trẻ của Bệnh viện Quân y 354 cũng đã đóng góp và tham gia 5 cái đề tài sáng kiến tiêu biểu đã được hội đồng khoa học của bệnh viện nghiệm thu và đánh giá, đó là cái giải pháp cải tiến và nâng cao cái xe cứu thương giúp rất nhiều cái lợi ích cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nặng hoặc là những bệnh nhân mà đang trong cấp cứu thì cái sáng kiến này nó sẽ mang lại cái hiệu quả. Tham gia hội thi, các y bác sĩ trẻ đều cho rằng điều quan trọng nhất khi đến với hội thi không nằm ở giải thưởng, cũng không nằm ở sáng kiến, mà nằm ở giá trị trong công tác điều trị và chữa bệnh. Những năm qua, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế cũng đã ban hành nhiều chính sách khích lệ đầu tư cả về vật chất, tinh thần để động viên sức trẻ phát huy nội lực nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo tuổi trẻ trong đơn vị. Các cái đề tài sáng kiến mà đạt giải thì ban giám đốc bệnh viện cũng động viên được khích lệ và cũng có chính sách cơ chế trong cái vấn đề là đề nghị là phong quân hàm cho các đồng chí. Ví dụ như được các đồng chí đạt giải cao thì sẽ đề nghị là được phong quân hàm trước hạn. Đấy là cái chính sách động viên của ban giám đốc bệnh viện. Mang đến hội thao lần này, Bệnh viện Thanh Nhàn chia sẻ về bộ kíp kỹ thuật ấn tượng đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam giúp phát hiện những vi khuẩn gây bệnh thường gặp. Biến thể đặc biệt của khoa hóa sinh Bệnh viện Thanh Nhàn. Bác sĩ cho biết bộ kíp này đã được ứng dụng tại Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn và trên 150 bệnh viện, đánh giá độ đặc biệt không kém gì với các bộ kíp của nước ngoài. Đặc biệt, giá thành cho bộ kíp này chỉ bằng một nửa so với bộ kíp của nước ngoài. Bên cạnh đó, Bệnh viện Thanh Nhàn còn giới thiệu nhiều sáng kiến sáng tạo của các y bác sĩ trẻ được đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả. Điển hình như ví dụ như là cái đề tài ứng dụng sử dụng cái túi ăn rồ trong cái việc cải tiến cái quy trình cấp cứu đột quỵ não, giúp tiết kiệm thời gian từng phút trong thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ não, hoặc là những cái chiếc xe tiêm cải tiến
những chiếc xe tiêm này có gắn hệ thống máy tính bảng giúp kết nối không dây với y lệnh của bác sĩ, giúp cho điều dưỡng có thể thực hiện y lệnh một cách nhanh gọn và chính xác và không cần phải đối chiếu với sổ sách giấy tờ. Hoặc là những cái bộ van kéo bụng trong phẫu thuật ổ bụng thì cũng đã đạt được giải nhì trong cái hội thao lần thứ 24. Bộ van này sẽ giúp cho các bác sĩ phẫu thuật mở rộng được phẫu trường hơn. Hoặc các chiếc gối cơ học, chiếc gối nâng cơ học, chiếc gối nâng tay cơ học sẽ giúp bộc lộ được cái tĩnh mạch ở vùng cánh tay rõ ràng hơn và y tá có thể và các bạn điều dưỡng có thể lấy máu một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và bạn bệnh nhân không bị đau ạ. Với những cái kỹ thuật mới, những cái sáng tạo mới này, tất cả với đoàn viên thanh niên rất là xung phong, luôn luôn xung phong, luôn luôn đi đầu. Tất nhiên là trong ngành y mình đều biết là nó được sự hướng dẫn của các thầy, bao giờ cũng có các thầy kèm cặp, nhưng mà luôn luôn là tính chủ động, tính sáng tạo, luôn luôn được đề xuất từ phía đoàn viên rất nhiều. Qua cái cuộc thi này cũng rất mong muốn là ban tổ chức nhìn nhận, đánh giá để những cái đề tài sáng tạo này để cho các bạn được có thể tiếp tục phát triển nó, hoàn thiện nó sâu hơn nữa. Theo đánh giá từ ban tổ chức, các nội dung hoạt động của hội thao liên viện năm nay được đầu tư hơn cả về nội dung, hình thức và tính thiết thực hiệu quả. Điểm đáng chú ý ở hội thao năm nay là thành phố sẽ quan tâm đối với chủ nhiệm đề tài có thành tích xuất sắc. Qua đó, Sở Khoa học Công nghệ sẽ tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ việc đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các đề tài sáng tạo có tính khả thi, ứng dụng cao trong thực tiễn cuộc sống và hỗ trợ tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội đã khép lại, nhưng có thể nhận thấy đây là sân chơi sáng tạo cho tuổi trẻ thủ đô, là nền móng để thế hệ trẻ ngành y của thủ đô tiếp tục nghiên cứu, thực hành và phát triển kỹ thuật hướng tới phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.